Hôm nay sẽ hành lý tiếp một con Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, giá hành lý là 7.850.000 nha. Thì con này tình trạng là full chức năng và đây là phiên bản 2 SIM, 1 eSIM, 1 SIM vật lý người. RAM là 12GB, bộ nhớ là 128GB nha. Chạy chip Snapdragon 888 người. Cái này 100GB zoom sẽ là 100X người. Đó, mọi chức năng đều hoạt động bình thường luôn. Như cam X1 nè, đó, X2 nè. À, sẽ zoom lên thử cho người xem nha. Rất là rõ nét nha người. Đó, bây giờ zoom lên 16X nè. Tại vì nó gần quá thì mọi người không zoom được nha. Còn đây cam selfie nè, đều hoạt động bình thường nha. Đó, góc rộng, góc hẹp nè. Tình trạng của máy này á là màn hình sáng đẹp không ấm ố, nhưng màn hình này á là bị đớp một góc ngay mép mọi người thấy không? Đó. Mọi người mọi chức năng khác đều hoạt động bình thường nha. Giá hành lý là 7.850.000. Đó, 7.850.000 thôi. Ngoại hình thì cũng còn rất là đẹp nha, tầm khoảng 98% mọi người. Rồi. Tiếp theo sẽ là một con hành lý tiếp là. Hành lý tiếp á là một con Note 20 Ultra 5G, RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB, là phiên bản của hàng nha. Chạy chip Snapdragon 865 cộng mọi người. Đó, tình trạng cũng full chức năng luôn. Camera con này sẽ zoom á là được 50X mọi người. Đó, và con này tình trạng á màn hình bị chấm một góc ngay mép luôn mọi người thấy không? Rất là nhỏ nha. Rồi, hôm nay hành lý hai con này thôi. 6.850, Note 20 Ultra 5G. Đầu tiên em sẽ lên một con á là Z Fold 3. Đó, con này sẽ bán giá cho người á là 14.200 nha. Samsung Galaxy Z Fold 3. Con này á là ngoại hình tầm khoảng 97-98 mọi người. Đó, cũng có cứng nha. Đây, em sẽ quay cho người xem. RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB, Samsung Galaxy Z Fold 3. Đây. RAM 12GB, bộ nhớ là 26GB. Đây là phiên bản của hàng nha mọi người. Đây là điện thoại màn hình gặp luôn. Đó, ngoại hình thì tầm khoảng 97-98 nha. Đó, có bích cứng đây nè. Giá bán là 14.200. Còn đây là phiên bản 512GB, RAM 12GB có hộp luôn mọi người. Đó. RAM 12GB, 512GB nha. Nó thay Z Fold 3. Cũng là phiên bản của hàng mọi người. Đó, cũng là phiên bản của hàng nha. Nó hơi to xíu cầm không tới mọi người. Đó. Đây, ngoại hình này còn rất là đẹp nha. Siêu diện lưng vẫn còn nè, mọi người thấy không? RAM 12, 512GB. Giá em bán là 15.800 nha. Thì tất cả các dòng máy này á, bên em vẫn có hỗ trợ chạy gốc không cần chạy trước mọi người. Đó. Chạy gốc không cần chạy trước luôn. 15.800 nè. Tiếp theo sẽ là một con Z Fold 2 màu đồng. Đó, Z Fold 2 màu đồng, ngoại hình chắc tầm khoảng 97 thôi, có vài chỗ cứng nha mọi người. Đó, Z Fold 2 màu đồng. 10.850.000. Đó. Z Fold 2 màu đồng nha. Đây, cầm cái này nó hơi khó xíu mọi người, nó hơi to. Con này sẽ là RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB mọi người. RAM 12 256GB, Z Fold 2 màu đồng. Giá bán là 10.850.000 nha. Đó, ngoại hình tầm khoảng 97 thôi, có cứng nè mọi người thấy không? Đó. Tiếp theo á sẽ là một con iPhone XS Max. XS Max này á 64GB nè. Đó, bản Mỹ nè. Pin con này á sẽ là 100%, pin thay mới mọi người. Giá bán là 6.350.000 thôi. Ngoại hình con này vỏ nó xấu nha. Mọi người thấy không? Nó bị chóc sơn hết nè. Đây. Đó, nó bị chóc sơn hết rồi. Giá bán là 6.350.000. Cái này chắc do xài ốp á, mọi người thấy không? Nó chóc sơn xi si hết nè. Đó. 6.350.000 nha. S21 Ultra bản gì vậy em? Dạ, con này là bản Mỹ 2 SIM, được chip Snapdragon 888 luôn. Đó, rất là ok nha. Đây, bản Mỹ 2 SIM mọi người, 1 eSIM, 1 SIM vật lý nha, S21 Ultra. 7.850.000 hàng hành lý. Tiếp theo là một con Sony X5 Mark 2. X5 Mark 2 con này cực kỳ là chất. Máy cực kỳ là đẹp luôn, chân sạc máy tinh. Đó, quay màn hình cho người xem nè. Tầm khoảng 98-99% nha. Đó, màu tím mắm tôm. Màn hình 120Hz nè. Con này phiên bản của Nhật người. Đó, giá bán là 4.550.000. Sony X5 Mark 2 nha. Chip 865. Đó, 4.550.000 thôi người. Rồi. Nó thay môn cho đó con đã bán hàng một SIM anh đây. iPhone 7 Plus 32GB. Pin á là 84%. 2.550.000. Con này hai vỏ mọi người. Đó, hai vỏ mới nha. Mọi người không? Nên vỏ còn rất là đẹp mọi người. Đó, nhưng mà tình trạng thì bên em có sao bao vậy nha. Men zin, màng zin chỉ hai vỏ thôi. Pin là 84%, 2.550.000. 2.550.000. Rồi, còn đây là 8 nút nè. Pin 100% là pin thay mới mọi người. Đó, 8 nút pin 100%. Cái con này thì cũng hơi cũ rồi, phải hai pin thôi. Ngoại hình này tầm khoảng 97-98 nha. Đó. 97-98 rồi.
đây pin 100% 64 GB. Con này em sẽ bán giá cho người á là 4,2 triệu, 4,2 triệu nha. Đó. Tiếp theo sẽ là có con này cũng mới con này hầu là của khách mà bữa giờ mới dạy được tiếng Việt. Cái con này á là Redmi K20. Đó, em chạy qua gum á, tiếng Việt á sẽ là Xiaomi Mi 9T nè. Đó. RAM con này RAM 6 GB nha. Bộ nhớ là 128 GB, chạy chip Snapdragon 730. Thì con này màn hình á là màn hình AMOLED full view. Còn thấy không? Không có khuyết điểm nè. Không có giọt nước nè. Đó, không có tai hở nè. Có cam góc rộng nè, có vân tay cho màn hình nè. Em bán giá cho người á là 2,050,000 thôi. Mọi người ok không? 2,050,000. Ok chưa? Cái con này thì cũng cực kỳ lâu cơ nha. Con này hồi đó lúc mới ra làm mưa làm gió một hồi mọi người. Này góc rộng nè. Đó. X10. Xem được X10 rồi nha. Camera selfie nè. Thì camera selfie con này là camera hộp hò mọi người, phải không? Hộp lên hộp xuống nè. Đó. Rồi, 2,050,000 full chức năng. Full chức năng không lỗi gì hết. Mà vỏ con này á là vỏ xấu, phải không? Đây là viền thép. Đó. Nhưng mà vỏ xấu nha. Nói chung viền hơi xấu. 2,050,000 mà giá này cũng cực kỳ là ok mọi người. Mọi người thấy không? Quá ok luôn. Con này RAM 6 GB, 128 GB luôn. Con này có phiên bản RAM 6 GB, 64 GB đó mọi người. Nhưng mà con này 128 GB nè. Quá ok luôn mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là hồi nãy có anh nào bình luận hỏi gì tao bên mục tiêu à. Hàng sách tay ha anh, không bên em bán thì có hàng chính hãng, hàng sách tay. Tại vì bên em đi hu gom mỗi ngày mọi người. Đó, mấy anh lái mà hu được của khách nào thì em sẽ hâu lại thôi. Như A735G cũng chính hãng nè. Đó, cũng được nhiều là nhiều máy chính hãng, A51, A12 cũng chính hãng nè. Nói chung thì em bán điện thoại cũ thôi mọi người. Có máy gì thì em bán máy đó thôi. Rồi, em lên tiếp một con Oppo Reno 5 nha. RAM 8 GB, bộ nhớ là 128 GB. Con này em bán giá cho người á là 2,650. Đó, 2,650 nha. Oppo Reno 5. Máy thì cũng còn rất là đẹp nha mọi người. Màn hình con này màn hình 90Hz nha. Chip Snapdragon á là 720G. Đó, màn hình 90Hz, màn hình AMOLED. Và màn hình con này á là bị lưu ảnh nè. Mọi người thấy không? Nó bị lưu ảnh rất là nhẹ nha. Chắc mọi người nhìn qua camera mọi người không có thấy được đâu mọi người. Đó. 2,650. Redmi hộp hò mã gì? Con là Redmi K20. Nhưng mà đã chạy qua gum á, tiếng Việt sẽ là Mi 9T. Vì phiên bản Mi 9T á là bán thị trường quốc tế, thương mại mọi người. Còn Redmi á sẽ là bán thị trường nội địa như bản nội địa Trung Quốc vậy đó mọi người. Đó, chạy qua gum tiếng Việt thì sẽ là chạy gum quốc tế nha. Đó, nói gì cho mọi người dễ hiểu mọi người. À, này có còn một con Samsung A735G. Con này là phiên bản chính hãng nha. Thì bản chính hãng sẽ còn bảo hành hãng á, là bảo hành đến tháng 8 2023 mọi người không? Con này bán mới hiện tại là tầm 11 triệu mấy. Đó, con này bán mới 11 triệu mấy người. Chip Snapdragon 778 nè, 2 SIM chính hãng nè, pin là 5000 nè. RAM sẽ là RAM 8 GB, bộ nhớ là 128 GB, màn hình 120Hz nha. Máy thì cũng còn rất là ok mọi người. Em sẽ quay sơ sơ cho mọi người xem nè. Cái máy nè, quá đẹp nha. Hả? Em bán giá cho người là 6,650 thôi. Chỉ 6,650 thôi. Gần như là máy 98-99% mọi người. Được không? Máy quá đẹp. Đó. Còn bảo hành chính hãng đến tháng 8 2023 nha. 6,850. Ok cho mọi người. Đó, 6,850. Mọi người thấy ok mọi người cho em một lượt chấm mọi người ơi. Đó. Tiếp theo nha. Em sẽ lên tiếp một con điện thoại gaming. Laptop. Thì cái điện thoại này á, Laptop á là của thương hiệu á là Xiaomi mọi người. Nên là thương hiệu Xiaomi nha. Đó. Con này Laptop máy quên mất tiêu à. Laptop 3 mọi người. Con này Laptop 3 nha. Con này em nhớ không nhầm sẽ là chip Snapdragon 865 nha mọi người. Đó, RAM 8 GB nè. Bộ nhớ là 128 GB. Đó. Nếu mà em sai mọi người hỏi sạch là Google giúp em nha. Tại nhiều lúc mấy cái dòng này thì lâu lâu em mới bán, thật sự là không nhớ hết mọi người. Cấu hình rất là nhiều luôn nên nhiều lúc không có nhớ hết. Nên có gì sai sót mọi người không cảm bỏ qua giùm em nha. Đó. Em coi con này có màn hình nhiều quẹt ta. Rồi, Laptop 3. Máy thì con này có dán keo, em nghĩ tầm khoảng 97% thôi. Con này sẽ bán giá cho người á là 4,150 nha. 4,150 nhưng mà cấu hình này cũng cực kỳ ok mọi người. Laptop 3. Đó. Đây. Quá đẹp mọi người.
Đó, cái này nó đổi màu nè mọi người thấy không? Nó đổi màu nè. Đó. Thì mấy dòng điện thoại gaming á là nó sẽ cấu hình đó. Nói chung là thiết kế nhìn nó hầm hố lắm mọi người. Mọi người thấy không? Nhìn thiết kế nè, rất là hầm hố luôn. Quá đẹp. Rồi, mọi người thấy con này đẹp mọi người cho một chấm mọi người ơi. 717 người đang xem rồi. Đó. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của em nha. Em sẽ lên tiếp cho mọi người là một con iPhone. Có nhiều người bình luận hỏi iPhone phải không? Nhưng mà tầm 3 triệu mấy thì con này cũng cực kỳ là ok nha. Đây là một con iPhone SE 128GB. Pin là 100% nha. 3.650.000. Tại sao em nói ok mọi người? Thì con này cấu hình á là chip Oppo A13 Bionic mọi người. Là trên những dòng con iPhone 11 á. Đó. Thì đó là chip Oppo A13 Bionic nha. Đây, iPhone SE 128GB người. Đó, pin 100% luôn. Đây, pin 100% nha. Con này em sẽ bán giá cho người là 3.650.000 thôi. 3.650.000 nha người. iPhone SE 2020 3.650.000, 128GB, pin 100%. Đó. Để coi còn gì nữa không ta. Này lên con S9 đi. S9 đi mọi người. S9 con này sẽ là màn hình 2K. Đây, Samsung Galaxy S9 Plus, RAM 6GB, bộ nhớ sẽ là 64GB mọi người. Đó. Bộ nhớ sẽ là 64GB nha. Con này có ám nhẹ xíu à. Mà nãy giờ em đang kiếm chỗ ám không thấy ta. À đây nó có ám nhẹ xíu nè. Nói chung cực kỳ là nhẹ luôn, khoảng 5% thôi. Rồi mấy dòng này hơi cũ quá, nhiều lúc mấy dòng AMOLED á hơi cũ nó hay bị ám mọi người. Đó. S9 Plus, RAM 6 64GB, 2.950.000, màu đồng nha. Ngoại hình thì tầm khoảng 97%, 2.950.000, màn hình công, màn hình 2K cộng. Bữa em có qua mua 11 mà gớt hồ sơ hơi buồn. Dạ, nhiều lúc thì cái đó bên ngân hàng nó giải quyết, nói gì chứ bên em không phải là người quyết định hết mọi người. Em sẽ lên tiếp cho mọi người một con Samsung Galaxy Z Flip 3. Mà con này em sẽ bán giá cho người là 7.850.000, Z Flip 3. Đó, màn hình ở trên nè mọi người thấy không? Đó. Chụp hình được luôn nha. Đây em sẽ thử cho mọi người xem nè. 7.850.000 là phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB mọi người. Đó, mọi người thấy không? Thấy cái bản mặt em chưa? Đó, cái bản mặt em nè. Đó. Đây. Nói chung chụp hình cũng hơi ảo xíu mọi người. Ở ngoài thì mặt mụn không, trong đây cà láng o. Nó trong đây cà láng o à. Cái này là điện thoại màn hình gập mọi người. Đây là điện thoại màn hình gập nha. Đó, nhìn nè. Đây. Như cái hộp phấn vậy đó. Em chỉnh qua camera chính. Đây góc rộng nè, góc hẹp nè. Đó. Ok chưa? Con này chip Snapdragon á là 888 nha. Màn hình 120Hz, RAM 8 26GB, đây là phiên bản của hàng. Đó. Màn hình này tầm khoảng 97%, có một vết cứng ở đây nè mọi người. Mọi người không? Chỉ một vết cứng đây thôi. Còn mấy chỗ khác á là nó đẹp nha. Em sẽ bán giá là 7.850.000. Đó, nó bị cứng đây. Còn mấy chỗ khác thì đẹp hết. 7.80.000. Còn những cái máy đẹp thì em cũng có nè. Những cái máy đẹp á là 8.300.000. Đây, hai con máy đẹp nè. Con dưới còn siêu diền nè mọi người thấy không? Đó. Quá đẹp luôn. Hai con này là hai con máy đẹp nha. Cũng là màn hình gập luôn. 8.300.000 mọi người. 8.300.000 nha. Rồi để em coi có máy gì nữa không ta. Lên tiếp mọi người một con Oppo Reno 6Z 5G đây. Thì con này sẽ là chip á, Dimensity 800U, RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB mọi người. Đó. Oppo Reno 6Z 5G 3.150.000. Con này có vết lưng á, thì nó bị xước một xíu đây nè. Đó. Nó bị xước nha mọi người. Bởi tình trạng thì bên em có sao thì báo dạy cho mọi người luôn, cho mọi người dễ xem và dễ mua nha. 3.150.000, RAM 828GB, Oppo Reno 6Z 5G. Tiếp theo là một con Redmi Note 11 nha. Con này chip Snapdragon á là 680, màn hình 90Hz, RAM 6GB, à, RAM 4GB, bộ nhớ là 128GB, 2.850.000 mọi người. 2.850.000 nha. Máy thì cũng còn rất là ok nha mọi người. Đó. Camera sẽ là 50MP, mà camera của Xiaomi chắc nghĩ là sáu mù không mọi người. Cũng không được đẹp lắm. Em sẽ lên tiếp cho mọi người á là hai con Samsung A12, một con là 2.150.000, một con là 2.400.000, một con là RAM 4 nha. 2.150.000 là RAM 4, còn 2.400.000 là RAM 6,
hai con này á là đều pin 100%. À pin 5000, em nói nhầm. Hai con này là pin 5000. Đó, hai sim chính hãng luôn. Rồi, 2.450.000 và 2.400.000. Ok. 19:30 livestream, 20 giờ đóng cửa sau mua shop. Cái này em like thật sự là để cho mọi người á là ngày mai qua mọi người mua mọi người. Tại vì á mà like sớm quá thì ít người coi lắm. Thật sự là live sớm ít người coi lắm người. Giờ này mọi người mới rảnh nè, mọi người mới ngồi xem livestream được mọi người. Tại vì thời gian làm việc mọi người á là giờ này mọi người mới về đó, ăn cơm tắm rửa xong thì xong mọi người mới lên điện thoại giải trí mọi người. Đó, thật sự là như vậy. Nên em sẽ thường thường sẽ livestream giờ này. Chứ em cũng không muốn live giờ này đâu mọi người. Đó, Samsung A51 nha, đây là phiên bản chính hãng 2 sim. 2 sim là RAM 6GB nè, bộ nhớ 128GB nè, màn hình AMOLED kích thước á là 6.5 inch, có chân tay trong màn hình luôn, 2.850.000. Còn là M31, con này pin 6000, M31 là pin 6000, màn hình AMOLED luôn. Đây, để nói chậm là xíu người nó bị lèo lưỡi rồi. Đó, pin 6000 nha, màn hình AMOLED, 2 sim chính hãng, RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB, giá bán là 2.950.000, 2.950.000. Đây có con tấm lướt màu đen. Tấm lướt màu đen nè. Đây. Tấm lướt màu đen 64GB nha. Đó, tấm lướt màu đen 64GB. Con này bán giá là 3.950.000, pin 100%. Vỏ con này hơi cứng xíu nha mọi người. Đó. Vỏ hơi chạy nha. À đây có con 13 Pro Max. 13 Pro Max màu vàng. Đây máy nè. Đó. 18.250.000. Pin 86%, 13 Pro Max, con này phiên bản của Mỹ nha. Này hầu là của khách hay gì nè. Tại 13 Pro Max em ít nhập lắm. Đó, 13 Pro Max nè, 128GB, update lên bản mới luôn rồi. 13 Pro Max hồi hồi người ta mua về người ta sẽ update lên bản mới. Thì sợ nó bị chết màn hình rồi. Đó, 18.250.000, 13 Pro Max nha, màu gold. Giá hôm nay cũng cực kỳ là tới rồi. Em sẽ lên tiếp cho mọi người á là một con iPhone X Max. Con này bản Nhật. Máy thì còn rất là đẹp nha. Bản Nhật 256GB. Con này pin zin thì còn 83 rồi nhưng mà máy đẹp. Đây. Giá bán á là 7.750.000. 7.750.000 mọi người. Còn đây sẽ là một con iPhone 11. Con này á là có hộp nè. Đó, có góc sạc nè, hiếu dây sạc nha. Em quay cho mọi người xem. iPhone 11 128GB. Pin con này là 100%. Ngoài hình này có vết xước ở đây mọi người không? 97-98 thôi, 97% mà có vây cứng nha. Pin 100%. Đó. 6.650.000. Tình dạng con này á là màn hình zin nhưng mà đã ép kính rồi nha. Đó, màn hình zin đã ép kính rồi. 6.650.000. Còn đây sẽ là một con iPhone 11 thì cái full box á, hồi đó là sáng vậy, à, bây giờ là sáng vậy mọi người, gọi là hộp nhỏ mọi người, đó nó không có góc sạc chỉ có dây sạc này, đó, thường bây giờ mọi người ra mua bản chính hãng là cái hộp nó còn nhỏ xíu vậy, à. Hồi đó cái hộp đầy đủ sạc hết mọi người, giờ rút ngắn là hết rồi, à con này bản chính hãng nha, mọi người thấy không, cái này phiên bản chính hãng nè, VNA, dung lượng 128GB, pin á là 100% luôn, máy nè. Cực kỳ là chất nha mọi người. Đó, cực kỳ là chất luôn. 11 màu xanh min. Rồi máy quá đẹp mọi người. Giá bán là 8.550.000 nha. 8.550.000 cho một con máy chất. Gần như là 98-99%. iPhone 11 có hộp luôn. Đó, có hộp trong người luôn nha. Bản chính hãng luôn mọi người. Em quên chép bảo hành này. À Samsung A13. Cái con này thật sự là bán rất là chạy mọi người. Đây con này tầm tiền rồi. Con này còn có hành dài nè, RAM 428GB nha. 2.900.000 nha. 2.900.000 mọi người. 2.900.000 nha, để em lấy cái hộp ở trong người xem. Tại đang cầm một tay nó hơi khó xíu mọi người. Đó. Hãy coi hộp coi, à có sạc luôn nè. Đó, Samsung A13. Máy mới tinh. Máy không khác gì máy mới luôn á. Mới tinh nè. Đó. Máy mới tinh nè mọi người. Mọi người không? Không khác gì máy mới luôn á. 2.900.000. Ở
mình để qua một bên đi, đang cầm một tay hơi khó. Rồi lên tiếp là giáp clip 3. Ai giáp clip 2 thì có nhiều bình luận hỏi là sao có giáp clip 2 nữa, hồi đó giờ mình đâu thấy bán đâu. Thì giáp clip 2 thật sự là chỉ có bản hàng mới có mọi người. Rồi là sẽ thêm được một cái 5G và nó sẽ thêm được cái màu, đây là màu nhám. Còn bản giáp 1 á là màu bóng. Đó mọi người thấy không? Cái này màu nhám nè. Đó. Nó có màu đồng đó mọi người. Và được nâng cấp chip nha. Chip xử lý Snapdragon á là 865 cộng và có 5G. Đó, giáp clip 2 thường thường người ta gọi là giáp clip 5G đó mọi người. Đây. Giáp clip 5G là giáp clip 2 nha. RAM 8GB, bộ nhớ là 26GB mọi người. 6.350 nha. 6.350 mọi người. Đó. Giáp clip 2. Đây cái màn hình nhỏ cực kỳ là xinh luôn. Nhỏ xíu à mà chụp hình được nè. Ồ quên hết pin hả? Rồi, đây là Note 20 Ultra. Máy này bình thường. Có 3 màu. Note 20 Ultra 5G, bản 2 SIM nha. Một eSIM, một SIM vật lý. Chip Snapdragon á là 865 cộng người. RAM 12GB, bộ nhớ là 128GB. Đó. 8.9. 8.9 mọi người. 8.9 nha. Note 20 Ultra 5G 8.9. À dạ. Có 3 màu. Rồi giờ sẽ báo là mấy con mà em đang còn nha mọi người. Nè em sẽ báo giá nhanh một xíu nha. Mọi người lưu ý nè, mọi có mua hàng mọi người lưu ý nha. Bên em chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh, số tài khoản là 97168569 nha. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo người. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 8 giờ tối nha. Số điện thoại là 077 469 683, 0703 747 4744 và 0608 774 người. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc và cho kiểm tra hàng trước khi tối người. Bên em sẽ bảo hành cho người là 3 tháng 101, không bảo hành gây nước cứng đớm màn hình và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước nha. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Còn ship có thì có cọc. Máy 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu sẽ cọc 500, máy trên 10 triệu sẽ cọc trên 1 triệu người. Rồi đây là những con máy đang còn nha. Note 20 5G bản Mỹ, 2 SIM, chip 865, 5.350. Cái con này báo giá nhanh. Giá Fold 3 bản Việt Nam nha mọi người, 512GB, 16.200. Này giá Fold 4 bản 2 SIM bản hàng, 19.200. S21 Ultra bản ngoại hình 9798 là 9.650, 2 SIM, chip 888 nha. Còn máy đẹp 99 á là 10.350.000. Đó. Giáp clip 4 bản chính hãng, RAM 828GB, 12.250.000. Đây, 11.500 cũng bón rồi. Cũng có nha. Giáp clip 4 nè. Đây. Màu xanh rất là đẹp luôn, hai sim nha. Note 20 S22 Ultra bản hàng, 14.600, RAM 12 và 26GB, con này vỏ hơi chạy xíu mọi người. S20 5G chip 865, RAM 12 128GB, 4.550. S22 Plus 10.500 mọi người. S22 bản Mỹ á là 8.500, còn bản chính hãng á là 9.600, hai con này đều hai sim hết nha. Cũng là chip 8C1 mọi người. Còn S22 Plus là 10.500. Còn đây S21 Plus 7.1, RAM 8 26GB bản hàng. Còn bản Mỹ là 7.150, ngoại hình 98 nha, 9798 mọi người. 99 á là 7.750. Giáp Fold 4 bản Việt Nam 23.600. Giáp Fold 4 bản 512GB Việt Nam bản hành tháng 8 24.200. Giáp Fold 2 con này vỏ hơi chày 11.800. Giáp Fold 3 15.500. Cái này báo giá lợi không rồi. À Note 20 Ultra bản hàng 7.550, hám nhẹ xíu nha. S22 Ultra 13.800 rồi. Con này bản Mỹ, nó thường hơi chóc sơn. Ở tình trạng em báo rất là rõ nha mọi người. S20 Ultra 5G bản 2 SIM 6.750. Con này ám nhẹ nha mọi người, 6.4 bản Mỹ 2 SIM luôn. S21 5G 6.2 mọi người.
Samsung A32 3.150.000. Samsung A71 3.050.000. S10 Lite ám nhẹ 3.700.000. A535G 5.250.000 và 5.350.000 mọi người. Còn bảo hành dài nha. Chính hãng rồi. S9 Plus 3.150.000, con này bản Mỹ. Samsung A11 1.750.000. LG G8X 2 SIM màn ám nhẹ nha, 2.850.000. Vivo Y53S 2.850.000. Cái này xong rồi là chưa? LG Velvet rồi, 3.300.000. S21 5G bản Việt Nam 2 SIM 6.900.000. Cái con này báo giá hả mọi người? Nhiều lúc em sẽ đọc nhanh một xíu nha. Thì cái này mà nói hết rồi biết khi nào mà xong mọi người. S20 Plus bản Mỹ 2 SIM 5.550.000. Samsung A22 3.050.000 nha. iPhone 12 64GB 8.600.000 rồi, pin 83. 11 Pro Max 64GB, con này pin 100%, 9.600.000. Đây 11 Pro Max 26GB, con này vỏ hơi chày nha. Ồ. Con này 11 Pro Max 64GB. A11 Pro Max 26GB. 10.600.000 màu vàng. Mười một con mắt 26GB, con này ép kính rồi, 9.800.000, biết 100%. iPhone 13 128GB, con này vỏ hơi chày, 12.700.000. Còn này bản chính hãng nha, 13.300.000, biết 88. Còn con này máy đẹp mọi người, 14.300.000, biết 100%. Con này 13.550.000. Con này 98 97, nó vỏ hơi chày nha. iPhone 13 26GB 14.300.000. 14 Pro 256GB 23.800.000. iPhone 1 128GB 8.500.000. Là iPhone 11 64GB 7.200.000, pin 95. 11 Pro lên vỏ nha, 8.050.000. Còn 11 Pro máy zin á là 8.100.000 rồi. Pin 100% hay cộng 20 nha. Rồi pin 8X. 12 Pro 256GB 13.200.000. 128GB á là 11.800.000, màu vàng, màu đen là 11.300.000 nè. iPhone X Max con này 2 pin rồi nha, 6.950.000. Báo pin rồi. 11 Pro Max 64GB 9.300.000. Em có còn mấy cái Oppo nữa rồi, em báo cho người luôn. Redmi Note 11 2.850.000 nha. Cái này báo rồi, em có cái nào chưa báo không ta? Xiaomi Mi 11 nha, 5.200.000. Ồ. Cái này kính hơi xước. Này kính nó hơi xước mọi người. 5.200.000 chip 88 Redmi K40 Gaming 5.550.000. Mi 11 Lite 5G chip 780 mọi người, 4.350.000 nha. Mi 11 i 6.200.000. Realme CT chip 888 5.900.000. Mi 12 Lite 6.300.000. Realme 9 Gold 4.500.000 mọi người. Redmi Note, Redmi 10 2.750.000. Redmi Note 10 2.350.000. Đúng rồi. Realme 6 Pro RAM 828GB 2.950.000 nha. Poco X4 Pro 5G 4.250.000. Redmi Note 11 RAM 6 3.100.000 mọi người.
Poco F4 5.950. Poco F3 5.3 gam 828 đi. Poco F2 Pro 3.5 nha. Mi 11 Lite 3.6. Mi 10 Lite, Mi 10 Ti Lite chứ mọi. Oppo A73 2.8. Oppo Reno 7 5G 4.950. Oppo A77s 4.4. Oppo Reno 10s Zoom 4.450. Chip là 855 nha. Còn là Oppo Reno 8s 5G 6.4. Còn là 7s 5G 4.850. Reno 6 5G thì 4.950. Còn Reno 6s 5G là 3.8. Oppo A95 2.950. Oppo A16 2.250. Oppo A15s 2.350. Oppo Reno 8 4G 5.4 nha. Poco X4 Pro 5G 3.950. Oppo A95 3.350. Và đây mấy con máy có hộp mọi người. Giá phone 4 nè. Còn bảo hành tháng 8 22.900. Giá clip 4 nè, 12.500 nha. Còn bảo hành tháng 9. Đó. S22. Nói chung là không khác gì mới luôn. 14.600, S23 chứ. Này S23 nha. Samsung A33 3.950. Rồi. Mi Note 10 Pro 4.450. Poco F5 3.450. Nên có như đây không rồi. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.